quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua mộ ông hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác. Con cảm ơn bà luôn đã gửi quần áo cho ba ông cháu. Con chúc cô con chúc bà thật nhiều sức khỏe luôn thành công trong công việc ạ. Thầy Hải gửi một lời cảm ơn tới bà Loan nhé. Bà Loan thì trước kia cũng gửi cho ba ông cháu khá là nhiều lần rồi. Và đến hôm nay thì bà lại tiếp tục là gửi cho em với lại ông với lại Sử nữa nhé. Cháu cảm ơn bà Loan đã gửi một số quần áo cho ba ông cháu. Con chúc bà và gia đình thân nhiều sức khỏe và luôn thành công trong công việc ạ. Còn Hải cũng thế nhá, đi học thì bây giờ mình có rất là nhiều quần áo rồi, thay đổi thường xuyên và giặt rú đi nhá. Còn về xà phòng mọi cái hết thì lại bảo anh nhá. Cháu được xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay cháu được lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu và có đem theo một phần quà nữa cô bác này. Đấy, đang đi thì gặp em Hải là đi học về, xong là đón các em luôn, đón con của nhà chú luôn. Hải là đi đón à? Có đi xe máy không? Bây giờ đi xe máy nhỉ? Nào Hải chào các ông bà đi. Cháu chào các ông các bà. Rồi, nào mày chào các ông bà đi. Cháu. Cháu. Chào các ông các bà. Chào các ông các bà. Rồi, này mấy bạn nhỏ này ra đây, chú cho kẹo này. Đi nắp gì? Này, nó thang nhá. Này, chú cho nó thang nhá. Này. Chú cho nó thang nhá. Đây là đi học về hết à? Ra đây nào, chú cho mỗi người một con nào. Ra đây. Ô, rồi, ra đây, một thằng. Thôi, đây, mày. Đây. Rồi, cho 7 này, này. Rồi, xin nào, xin. Xin. Đây, này, chú cho. Nào, bạn kia đây. Lâu, bạn kia đây. Đây, hai bạn nhỏ kia ra đây. Lâu, ra là sao? Ra đây. Ra đây. Đây. Ra đây, ra đây. Đây, về rồi, về rồi, về rồi. Ra đây. Đấy, ngại đây cô bác. Đây, đây, đây. Hãy xin. Xin. Đây, cầm cho anh cái gì này, cầm cho anh nữa. Nào, sợ các bác ạ. Đây, cầm cho anh nữa ra đây. Dạ, nó đắm mất thằng nào. Ra đây. Đấy, thằng này là lớn hơn các bác là xin. Xin. Thôi, không biết xin đâu. À, vẫn còn ngại lắm các bác. Này, anh cho này, hả nhỉ. Đấy, rồi. Thôi, bây giờ thì đi cùng xe máy với anh thôi. Nha. Ôi, ngã rồi. Ngã rồi. Ngã rồi. Ô, đây còn thêm ba bạn nữa này. Nào. Hải với các em với anh đi để anh đưa về. À đúng rồi, còn mấy con này. Này, chú cho kẹo này. Này. Vào thang đi. Vào thang đi. Này. Rồi, xin rồi. Cảm ơn nha. Đây đây đây, đây anh nhìn anh nhìn. Rồi, chạy rồi. Đây lấy cho anh đi. Rồi lấy cho anh nhá. Đây đây đây.
Đấy rồi. Đấy, bây giờ thì cháu được sẽ đưa em Hải là đi về luôn cô bác này. Đây, vừa rồi thì cháu Lực cũng đã đưa em Hải với lại con nhà bác về tới đây rồi cô bác. Sử chắc là ở nhà thôi, Sử thì hôm nay lấy xe để đây rồi cô bác này. Hải thì hôm nay anh Sử không đi đón à? Không đâu ạ. Không đâu à? Dạ. Thế là ra kia đón các em luôn à? Dạ. Ờ, đi từ dưới kia lên thì lên đi một mình à? Dạ. Vâng, đi bạn như bạn ở kia rồi ạ. Bạn ở kia rồi à? Dạ. Đấy, hôm nay thì anh lên thì cũng có đem theo một phần quà nữa cho các em này. Dạ. Ở đây thì có bà Loan, bà ấy gửi cho cháu Lực từ cháu Lực nhận được từ 3 hôm trước rồi cô bác, nhưng mà do là cháu Lực chưa lên trao cho các em được, hôm nay thì cháu Lực mới lên được, thì rất là mong bà sẽ thông cảm cho cháu Lực nhé. Hải hộ anh rút chìa khóa xe để vào trong để cho anh nhé, để vào trong túi đằng sau anh. Dạ. Hay để vào cái ngăn này. Đấy đúng rồi, để vào đấy. Rồi bây giờ Hải xách cặp thì anh đi vào đây cho. Dạ. Cái này thì cũng nhẹ thôi, rồi đó là tầm độ là 5 cân gì đấy cô bác. Sáng nay thì anh Sử có đưa đi học không? Sáng nay anh Sử bận nên em tự đi thôi ạ. Anh Sử bận là tự đi à? Dạ. Đúng rồi. Thế là trong thời gian này nhà của ba ông cháu gạt đấy cô bác, cho nên là em Hải là phải tự một mình đi bộ mà đến trường thôi. Sáng sớm dậy ra thì Sử lại đi ra ruộng ra đồng để thu hoạch nốt cái chỗ thóc của nhà mình còn lại này. Là những cái bước chân mà các em đi tới trường. Ôi, chưa về à? Vẫn còn đợi mình à? Đây, đây kia là con của chú của Hải này. Thế Hải đi học về đón luôn thì chú lại đi đón thì sao? Chú vẫn biết ạ. Chú vẫn biết rồi à? Vâ. Thế là đi học về là em đón luôn à? Vâ. Dạ. Nhìn thật đấy nhờ. Vâ. Đấy các bạn nhỏ trên vùng cao cô bác, hầu như là những cái cung đường mình đi học thì đi rất là khó khăn này. Bạn này thì năm nay mình có hơn 2 tuổi thôi. Bạn nhỏ này thì có vẻ là nhỏ hơn này. Sử thì giờ không biết là đang ở ngoài ruộng không. Thời tiết nắng đẹp nhà Sử nhà Hải nhờ. Vâng. Hôm nay ấy. Vâng. Thế Hải thì đi học thì thế nào rồi? Vẫn bình thường thôi ạ. Vẫn bình thường thôi à? Vâng. Về đến nhà thì có ôn bài không đấy? Có ạ. Có à? Vâng. Năm nay thì có thêm một cái bàn học nữa thì rất là tuyệt nhờ. Vâng. Đây, nắng ở dưới kia thì rất là đẹp rồi các bác này. Nhà của Sử với Hải thì đến hôm nay thì chắc là cũng thu hoạch hết rồi. Hôm qua thì còn một chút thôi. Ê, nó bị rơi. Tuột khỏi vai anh. Chơi ớ mẹ. Bảo các em là đi cẩn thận nhá. Dạ. Mọ. Nhưng mà đi cẩn thận là nói như nào hả Hải? Mỏng tua rồng. Mỏng tua rồng á? Mỏng tua rồng. Mỏng tua rồng là đi cẩn thận à? Dạ. À đi. Thì mỏng tua rồng nha. Ui, con gì đây? À con gà. Ui cái đấy thì bị gãy rồi. Dạ. Ui đi cẩn thận nha. Dạ. Ui cái cầu thang của nhà Hải với Sử thì cô bác ở lên trên này thì cũng đã bị gãy. Làm từ rất là lâu rồi đấy, cho nên là nó bị mục. Hôm nay thì chắc là Sử thuê cả bà nữa. Đâu thì nó làm bộ má mà nó văn ngàn đâu. Tầm má văn thì có mà thay ra. Ừ. Ừ. Nó là Sử thì có. Ờ. Con Sử bị đâu đấy? Tầm má. Hả? Đây. Hôm nay. Cứ qua. Ồ. Sử hôm nay đi đâu về à?
Xấy nhiều là chân trâu à? Chờ. Sửa mặc áo đi, ở nhà chắc nóng nhỉ? Dạ. Cho sửa mặc áo một chút được cô bác, chắc là vừa đi làm về cho nên là nóng. Lán cơm ngăn ạ, bốc phạc mà. Người đẹp á. Vừa rồi thì ở nhà nóng à sứ? Vâng. Vừa đi đâu làm gì về? Vừa chăn trâu về ạ. Đi chăn trâu à? Vâng. Thế là thu hoạch lúa xong hết rồi đấy nhỉ? Xong rồi ạ. Ngày thu hoạch lúa xong thì ngày mai anh em mình đi xem và sửa một chút đường thì cho vật liệu vào luôn nhá. Vâng. Đấy, trước kia thì nắng được cũng được tầm độ 3 đến 4 hôm rồi thì đường nó sẽ khô rồi. Vâng. Bây giờ thì vật liệu sẽ lấy vào điểm trường thì tập kết á, rồi thì xem là nhờ được bà con gia hộ thì cháu được sẽ mua xăng này, mua thức ăn lên. Còn nếu mà không hết thì phần đấy lại lấy thuê. Thế hôm nay là có các bác lại gia hộ à? Vâng. Trả công chứ? Vâng. Là trả tiền đúng không? Vâng. Thế chỗ đấy thì thuê hết bao tiền rồi? Thuê triệu mấy à? Triệu mấy rồi à? Hơn 1 triệu rồi. Hơn 1 triệu là mua thức ăn nữa là hết rồi à? Vâng. Hơn 1 triệu là mua thức ăn nữa là cũng hết rồi nhỉ? Vâng. Thế ông thì đang chuẩn bị nấu cơm với các bác này. Thế hôm nay thì anh lên thì anh có đem theo một phần quà nữa. Của bà Loan. Bà Loan ở Thới Tam Thôn Hóc Môn, Hồ Chí Minh các bác. Và cháu Lực, bà có theo dõi được cái thước phim này thì rất là thông cảm cho cháu Lực. Món phần quà này thì cháu Lực đã nhận được từ 3 hôm rồi. Mà đến hôm nay thì cháu Lực mới lên và đem trao cho các em được. Ở đây thì hôm nay thì các cô với lại chị gia hộ gặt lúa, gặt xong hết rồi. Thì bây giờ lại té ngô này cô bác này. Ngô này thì để cho lợn. Ô, ngô này có con mọt nhiều lắm rồi sứ. Vâng. Có vẻ là nhà các em thì thời gian này đang đến mùa gặt đấy cô bác, thì nó sẽ hơi bồn bộn tí một chút. Mấy nữa thì mọi cái xong hết rồi thì ngôi nhà sẽ rất là gọn gàng. Rất là mong các ông các bà sẽ thông cảm cho em Sử và em Hải. Đây là những cái bao thóc mà hôm nay chưa mang phơi được cô bác này. Ngày mai thì nắng lên chỉ mang phơi. Còn một phần nữa thì để ở dưới kia. À Hải ơi, em cầm dao ra đây để khui cái đồ này bác. Sử Hải thì có bỏ được không? Bỏ ra xem là bà gửi cái gì nào. Anh cũng không biết là lại bên trong là có cái gì này. Đây ở đây thì quần áo từ tiện này, món hàng. Đây gửi cho Lý Văn Lực này cô bác này. Ông thì bây giờ đang nấu cơm rồi cô bác. Này thùng này hốc món cả cái gì? Nồi này là nồi gà này cô bác này, với lại thêm một nồi cơm nữa. Ô, lán đi, chín một đây lán nồi à? Nhà ngắt tin ở đây ăn mua điện đấy vài bố. Vài nữa ra. Bà chứ ông ăn mua đó, bà thì hôm nọ cháu được cúng trao cho một cái nồi cơm điện này. Bà thì hôm nọ cũng ra hộ Sử chân công, và hôm nay thì ra hộ Sử là để thuê các bác. Cảm ơn. Trong này là cái gì á? Quần áo à? Quần áo ạ. Quần áo đấy, người ta có phải mà làm cá mới được phải. Hai anh em tự khui quà ra xem nào. Vâng. Kéo ra. Trong này thì gồm có những cái gì? Quần áo à? Vâng. Có cả bánh kẹo này. Đây, bánh này thì bốc ra cho ông với lại các cô là để ăn luôn đi. Vâng. Này thì... Bà đúng không? Đây là chị Nhân Say. Thì gọi bằng bà. Đây, quần bò ấy, đằng sau thì có vẻ là đẹp. Quần này là những gì? Quần con gái không? Quần gái đấy ạ. Con gái nhỉ? Vâng. Quần để dành cho vợ. Đây giá, lúc bạn thấy cái tân hình. Để vào đây này, đấy, để vào đây, giải vào đây này. Mà xinh quá.
Hải lấy bánh chia cho ông đi. Xong rồi chia cho các bà nữa. Bánh chia cho ông nữa. Mày xem nào, xem lựa nào, quần áo nào của Hải thì cho Hải, quần áo nào của em cho ông, cho em nhé. Vâng. Quần áo nào của ông thì cho ông. Vâng. Đây, ở đây thì bà Loan bọc rất cẩn thận của bác này, gói ghém rất là đẹp. Ôi, quần này thì có, áo này thì có vẻ được phết nhỉ, sử đem đi tập thể dục nhỉ. Vâng. Có vẻ như là nhiều quần áo có sử là nhiều đấy nhỉ. Vâng. Ô, rất là chấp bù. Chấp bù. Trang sách các trò tầm ạ. Có vừa. Ui, toàn vừa quần áo có sửa nhiều thôi nhỉ. Vâng. Chắc là ở dưới đấy mới có quần áo của ông nữa. Đây thì gửi cho cái kênh YouTube của cháu Lực là bạn em với cô bác này. Gửi cho ba ông cháu sử. Sử thì có vẻ là ba ông cháu có vẻ là được rất là nhiều các cô bác anh chị quan tâm tới. Gửi rất là nhiều những cái món đồ đẹp, có cả những cái món đồ nước ngoài. À, áo này Hải mang đi học được đấy. Hải thử ra kia thay luôn bộ áo mới xem nào. Này, thay luôn bộ áo mới, áo trắng xem nào. Để anh quay phim lại cho bà nhìn thấy, để cho bà vui, bà mừng. Đấy, có hai cái luôn đấy nhỉ. Vâng. Quần bò, quần đùi ấy. Và qua cái thước phim này thì cháu Lực cũng xin được thay mặt là ba ông cháu gửi một lời cảm ơn tới bà Loan. Cảm ơn bà đã gửi những cái phần quà và những cái món quà rất ý nghĩa cho ba ông cháu. Xin chúc bà cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Cảm ơn bà đã tin tưởng bản em và gửi những phần quà tới cho cháu Lực, để cho cháu Lực được trao tặng cái phần quà của bà tới tay cho ba ông cháu. Ui, áo đấy thì Hải rồi. Vâng. Mai mặc đi học thì đẹp rồi đấy Hải ạ. Sử thì có thấy đẹp không? Có. Đây thì là mặc dù những cái bộ quần áo cũ rồi, nhưng mà được các bà các bác là gìn giữ rất là cẩn thận. Trước khi đem lên cho các em là các bà các bác cũng giặt và xả nước, xả con pho rất là thơm vào đây. Những cái bộ quần áo thì được bà gấp lại rất là gọn gàng. Ôi, xem nào. Có vẻ đẹp trai phết nhỉ. Mai mang đi học thì đẹp rồi đấy. Có thích không? Có. Có à? Đây, mỗi tội là hơi dài một chút, ăn vừa rồi. Nơi này là thì là vừa rồi. Hay ở đây thì có thể là mặc một cái cũng được. Áo trong này thì bỏ ra đi nhá. Bỏ ra giặt rú đi, mặc một ngày là mặc một cái áo nhá. Quần áo thì bây giờ đã có nhiều đúng không? Chắc khuẩn đâu nè. Ôi, thằng chị bù lê rồi. Thằng chị bù lê rồi. Đấy, gọi xem nào. Cái
có lâu hả? Hậu cơ lên nè. ที่จะได้มามาก่อนเหมาะอืมโอ้ยเฉยดีก็ได้ที่อื่นหลบผิดทีอันนี้เราถึงสามก็รู้รู้สึกโอ้แต่การนั้นนะโอ้ก็ที่นี่ก็ใช่บัดหลังหลังอย่าไปหมดลงกูชุกไปอ่ะโลกที่ ยอดกันยังไงหมดยองกูเลยเจ๋งใช่ไหมที่ผมทำที่ผมนั่งกูร่างเลยกูจังกูจักตัวใส่อยู่ยอดเลยที่มันใส่นั่งเนี่ยจะที่ยอดจะหายเฮ็ดจ้ะเฮ็ดจ้ะ xem bộ nào cho ông thì đưa cho ông nhé. Vâng. Và bộ nào em vừa thì lấy em, còn bộ nào Hải vừa thì đưa cho Hải. Đấy. Ở đây thì thật sự ra có một số cô bác có nói với cháu được rằng là không nên là bỏ cho các em bỏ ra hết, bỏ ra thì lại cất vào cô bác. Ở đây thì các bác gửi cho cháu Lực thì cháu Lực sẽ bảo các em là bỏ ra hết hoàn toàn. Rồi thì cháu Lực rồi thì mới biết là cái món đồ nào vừa em Hải em xử. Ông thì đang luộc cả, chắc là sắp chín rồi các bác. Hôm nay là bữa cơm cuối cùng mà thu hoạch lúa rồi đấy. Bây giờ thì xử gửi một lời cảm ơn tới bà Loan nhé. Sử thì bây giờ có vẻ là có khá là nhiều quần áo đấy nhỉ? Vâng. Sử thì có vẻ là có khá là nhiều quần áo rồi. Em ấy thay đổi và giặt rú liên tục. Nhìn em thì bây giờ có vẻ là rất là khác này cô bác này. Không uổng công trong thời gian qua các cô bà. Không uổng công trong thời gian qua các bác đã gửi quần áo cho em Sử rất là nhiều. Sử gửi một lời cảm ơn tới bà Loan nhé. Vâng. Con cảm ơn bà luôn đã gửi quần áo cho ba ông cháu. Con chúc cô con chúc bà thật nhiều sức khỏe luôn thành công trong công việc ạ. Em không nhăn. Hải gửi một lời cảm ơn tới bà Loan nhé. Bà Loan thì trước kia cũng gửi cho ba ông cháu khá là nhiều lần rồi và đến hôm nay thì bà lại tiếp tục là gửi cho em với lại ông với lại Sử thôi nhé. Cháu cảm ơn bà Loan đã gửi một số quần áo cho ba ông cháu. Con chúc bà cùng gia đình thân nhiều sức khỏe và luôn thành công trong công việc ạ. Còn Hải cũng thế nhá, đi học thì bây giờ mình có rất là nhiều quần áo rồi và thay đổi thường xuyên và giặt rú đi nhá. Còn về xà phòng mọi cái hết thì lại bảo anh nhá. Đấy, giặt mỗi ngày là một bộ đi, không như trước kia nữa. Bây giờ thì mình đã thay đổi rồi. Nhá. Thay đổi từ mình có thêm những cái bộ quần áo này, có thêm rất là nhiều cái phần quà mà các bác gửi cho mình rất là nhiều này nhá. Rồi. Ôi cái này thì chưa sửa à? Vâng. Đây thì chắc bây giờ phải lấy thóc thu lóc thóc xong thì mới sửa được nhỉ? Vâng. Anh thấy ở trên này có tổ ong nó đi hết chưa? Chưa. Chưa? Vâng. Ôi rồi chỗ này thì bây giờ phải phải đuổi nó đi thì nó mới dám lên trên này đấy. Vâng. Đây hôm nọ thì cháu Lực nhìn thấy là trên này có ong của các bác này. Đấy ong này thì đốt rất là đau luôn đấy. Hôm nọ đốt Hải là mấy phát rồi đấy. Vâng. Nó đang chuẩn bị làm tổ đấy đấy. Vâng. Đấy con ong này thì mình phải đuổi nó đi nhá. Vâng. Ôi lợn chắc là đến giờ ăn rồi nhỉ? Vâng. Chết đói rồi đấy. Hôm nay xử lý đi tận đâu chân châu? Ở dưới ruộng này thế ạ. Dưới ruộng à? Vâng. Thế là mình thế là lấy thu hoạch lúa mấy giờ là hết? Đến 2 giờ ạ. Đến 2 giờ là hết à? Vâng. À là bác với lại chị kia là hôm nay là mình vẫn thuê đúng không? Vâng. Thế cái tiền đấy còn dư bao nhiêu không? Còn dư không? Có à? Vâng. Thế dư thì mình để mua thức ăn luôn nhá. Vâng. Đấy hết thì lại bảo anh đưa thêm nhá. Vâng.
nhà của Hải với Sử thì có hai cái thửa để mà trồng lúa này này cô bác này. Cái này thì có năm nào mang ra chợ bán không? Có ạ. Em bán hay là ông mang đi bán? Ông ạ. Ông mang đi bán à? Vâng. Đây chắc là xa in đằng á. Xa thập phú này. Đây cái to to nữa nhỉ? Cái to to thôi. Ồ đây này, đây cái to nhiều đây này. Nhà của ba ông cháu thì thưa cô bác thì đã thu hoạch hết lúa rồi cô bác nhé. Ở trên kia thì chỉ còn hai cái thửa ruộng mà bằng thửa nếp thôi. Ôi ra đây, ra bên này thu hoạch nhiều này, ra đây có nhiều này này. Vâng. Ra bên này nó dễ hơn đấy. Ôi hôm nay nhà chú của Sử là thu hoạch à? Vâng. Nay thì em không đi hộ được nhỉ? Không đi được ạ. Chứ hôm nọ mình lấy thuê thì mình có phải đi hộ không? Không ạ. Không à? Vâng. Mình lấy thuê thì không phải đi đâu, đúng không? Vâng. Là chú ra giúp mình để lấy tiền chứ không phải là ra lấy để lấy công đúng không? Vâng. Vậy ở nhà thì có vẻ là ba ông cháu rất là chịu khó cô bác ạ. Trồng thêm lúa này để mang ra chợ bán. Thế năm nay thì chắc là chỉ để ăn thôi, không có mang đi bán nữa. Cái khoản cái phần tiền để mua thức ăn thì cũng đã được là bà An Phạm là hàng tháng gửi cho các em là 200 đô cô bác. Thế bây giờ thì cháu Lực vẫn đang còn cầm của em Hải với em Sử là 200 đô về cái khoản tiền thức ăn nữa. Thì hết thì cháu Lực sẽ lại tiếp tục là đưa thêm cho Sử để em ấy đi chợ mua thức ăn này, mua những thực phẩm mà dầu ăn, mắm muối, mì chính. Lúa này thì rất là dài luôn này cô bác này. Năm nay thì có mang còn mang đi bán không Sử? Năm nay chắc là đồ ăn thôi, trồng ăn thôi ạ. Trồng ít thôi ạ. Thế mọi năm thì trồng nhiều không? Có ạ. Mọi năm thì trồng hết cả chỗ này à? Vâng. Đây thì thu hoạch thu về trong một tí để nấu canh luôn cô bác. Bây giờ có vẻ là lúa này rất là mập mạp rồi cô bác này, trồng rất là ngon luôn. Nào Hải ơi, đây em ạ. Ôi trời ơi, cái này bị đổ rồi. Hải ơi nhấc, Hải ơi bây giờ em ấy nhấc nó lên nhé. Ôi cái cây của Hải đang trước mặt Hải này có rất là nhiều này Hải ơi. Cây đây có nhiều lắm, cây đây toàn đúa to thôi. Cái đúa này thì rất là dài luôn cô bác này, dài độ đâu đó là tầm hơn 1 mét rồi. Cái này thì nếu mà mình làm cột nó càng dài thì là nó càng leo trên cao à hạ Sử? Nó không lên con được đâu, chỉ lên cao co bằng này thôi. Chỉ cao bằng này thôi á? Nó không lên được ạ. Nó chỉ thế thôi đúng không? Vâng. Nó cũng được là hơn 1 mét đấy. 1 mét thì đủ tầm với của mình lấy rồi nhờ. Vâng. Cái cao quá đi mình cũng không có với được. Vâng. Thế còn lúc mà mình thuê người ta ra làm ấy thì là người ta đến mình cho tiền luôn hay là làm đến tối thì mình cho tiền? Làm đến tối mình cho. Làm đến tối thì mình cho à? Vâng. Nhưng mà như vậy thì tiền công nó có cao quá không? Có. Có à? Vâng. Là cao đúng không? Vâng. Là so với ở trên chỗ là em đang ở là mình đã giả cao đúng không? Vâng. Đây thì mình còn nuôi cả ăn nữa mà nhỉ? Vâng.
Ở đây thì nó đã cao ở trên tầm mặt đất là khoảng tầm là một gang tay rồi, thì nó đã có đúa lên rồi đấy các bác này. Hay có những từ thì cháu Lực hơi nói ngọng chút thì rất là mong các bà sẽ thông cảm cho cháu Lực cô bác nhé. Tại vì là thật ra để mà nói thì lúc mà cháu Lực mới đi vào học ấy thì là cũng được thầy giáo cô giáo ở trên vùng cao này dạy, thì là thành ra là cũng là bị ngọng theo luôn đấy. Thấy được chưa nhỉ? Vâng. Thế là được rồi. Ăn thế thôi. Thế là đủ rồi, ngày mai lại tiếp tục là thu hoạch tiếp. Vâng. Này. Bây giờ đi về thôi nhỉ? Vâng. Hôm nay là gặt ở dưới kia à? Vâng. Dưới đây đúng không? Vâng. Ủa đây, kia thì các bạn là năm nay chắc là rơi vào tầm... À, bạn đang vác lúa thì năm nay bao nhiêu tuổi? Chà, hơn Hải một tí đấy ạ. Hơn Hải à? Đang học lớp 9 à? Đang học lớp 9 mà điệu những cái bao thóc rất là lớn lên rồi các bác này. À, đây là có bạn có sử đúng không? Vâng. Bạn có sử thì đã gặt hết chưa? Sao hay là dưới này cùng một tí thôi ạ. Hôm nay thì nhà chú của em sử là cũng tự gặt rồi các bác này. Chỉ có là ba mẹ con gặt thôi. Vừa thì có thêm một là bạn nhỏ mới đi học về, trên cổ còn đeo cái khăn quàng đỏ, còn chưa kịp tháo ra đã phải chạy ra ruộng, ra đồng để phụ giúp bố mẹ của mình rồi. Anh em mình đi về đường nào ấy? Đi đường này. Đi đường cũ à? Đi thôi nhỉ. Hai anh em thì sau cái thời gian vất vả mà ông nuôi nấng thì bây giờ cũng đã lớn khôn. Bạn nào bạn đấy cũng đều rất là ngoan và rất là lễ phép. Sử thì có vẻ là thiệt thòi hơn rất là nhiều cô bác. Khi mà mình mới học đến lớp 2 thôi, mình đã phải bỏ học để nhường lại cái phần đi học đấy cho người em của mình rồi. Ô, đây là con quay của Hải à? Đây con quay của Hải à? Đấy, chỗ này thì cũng được bao cháu là trồng rau cải này các bác này. Ở nhà thì có rau cải này, có đỗ này, có trồng mọi cái luôn. Nhà sử là bây giờ còn ở chỗ này đúng không? Vâng. Anh em mình ra biến đây xem đi. Còn là cái tổ ong này thì phải đổi hắn đi nhá. Vâng. Đến tối mình đổi hắn đi. Cái ong kia thì không phải là ong mật đâu. Vâng. Cái này thì năm nay bị hụt mất tầm 2 đến 3 bao đấy nhờ. Vâng. Đấy, tại vì là cái lúa nếp này của bác này nó rất là cao, cho nên là có những cơn gió và nó sẽ đổ hết rồi. Đấy, ở đây thì hầu như cháu được nhìn thấy là ở dứa này, ở phần cái bên dưới này thì nó không có đổ, mà đổ ở phần dứa này của bác. Mà ở đây thì đã có một cái nhà để chắn rồi các bác nhé. Cái chuồng trâu để chắn rồi nhưng mà nó vẫn đổ được. Lạ đấy nhỉ, sử nhỉ. Vâng. Cái bông thì rất là dài này các bác này. Đấy. Bông thì rất là dài và rất là đầy đặn này. Cái này thì mấy nước mình thu hoạch thì mình làm như nào? Cắt ở đây đi ạ. Cắt ở đây đi à? Vâng. Mình cắt đi là mình thành trụm để mình để trên trên bếp đúng không? Vâng. Thế cái này mình không phải là mình lấy đập ra à? Đập bên đời nhưng mà phải lấy cái dây này bù cái gì cũng được. Cái dây này thì mấy nữa mình tận dụng lại mình để làm mình để buộc cái mạ đúng không? Vâng. Thật ra là cái lô nếp này các bác này thì cũng tận dụng được làm rất là nhiều thứ nhá. Ở đây nếp này thì nếu mà làm sôi thì rất là ngon luôn các bác. Nếp này Sử thì có biết nếp này là nếp giống gì không? Không biết ạ. Không biết đâu à? Vâng. Cái này là tự ở trên mình có đúng không? Vâng. Hay là mình đi ra ngoài mua? Ở trên mình có. Trên mình có à? Vâng. Cái này thì mình có thể tận dụng lại được tất luôn cô bác này. Cái này thì mấy nữa để mà làm buộc mạ ấy. Phải nói là tìm vào những cái sợi dây mà buộc mạ thì phải chuẩn bị từ vụ mùa năm trước rồi đấy nhở. Vâng. Còn chắc là cái thước phim hôm nay thì cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác ạ.
và một lần nữa cháu được thay mặt ba ông cháu là cảm ơn tất cả các anh, các ông bà, cô chú, anh chị mạnh thường quân trong thời gian qua đã tin tưởng cháu Lực và gửi những tấm lòng vàng tới cho ba ông cháu để một hai hôm tới thì sẽ tiến hành là có nhà mới để ở rồi. Tại hôm nay thì trời cũng rất là nắng rồi, gặt hết mọi cái rồi thì cháu Lực sẽ tiến hành là lấy vật liệu vào. Trước tiên lấy vật liệu vào thì anh em mình sẽ phải ra sửa đường một chút đấy. Vâng. Cái chỗ đoạn đường mà hôm nọ mà anh ghi hình lên ấy, cái đoạn đấy thì em cũng biết là sạt rất là nhiều đúng không? Vâng. Đó. Thì anh em mình ra sửa chỗ đấy, nếu mà anh em mình cảm thấy mà sửa một hai anh em mình làm thì cảm thấy là nó không được có hiệu quả ấy. Vâng. Thì anh sẽ thuê thêm vào một hai người nữa để cùng mình sửa chỗ đấy. Vâng. Nhá. Vâng. Còn bây giờ thì gạt xong thì buổi sáng nếu mà không có bận rộn gì thì đưa em Hải đi học một chút nhá. Vâng. Rồi. Còn cái thước phim hôm nay thì chắc là cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác, anh chị. Cháu sự chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị. Cháu Hải chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Rồi. Ở bên kia thì ba thanh niên đang điệu mỗi người là một cái bao thóc lên trên đôi vai của mình, xong là mang về tới nhà này cô bác này. Và nói là các bạn ở trên vùng cao này, bạn nào bạn đấy cũng đều có sức khỏe rất là dồi dào cô bác.